Nội dung thứ ba đó là quản trị nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp là tổng thể các tiềm năng lao động của doanh nghiệp được huy động vào hoạt động của doanh nghiệp. Chúng ta thấy nội dung của quản trị nguồn nhân lực. Xin mời chúng ta nhìn vào sơ đồ, chúng ta thấy tất nhiên là phải xuất phát từ mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp. Thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có các cái quan điểm học thuyết về quản trị nguồn nhân lực. Trong cái quan điểm học thuyết về quản trị nguồn nhân lực này, chúng ta sẽ có được bộ máy quản trị nguồn nhân lực, đưa đến hình thức và phương pháp quản trị nguồn nhân lực, tạo động lực cho người lao động và đổi mới quản trị nguồn nhân lực. Và chúng ta biết rằng là mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường và ảnh hưởng bởi cả mục tiêu quản trị nguồn nhân lực cho của doanh nghiệp đó. Tôi sẽ nói thêm về vấn đề này. Chúng ta thấy rằng trong vấn đề quản trị nguồn nhân lực thì đây được gọi là một trong những cái lĩnh vực quản trị khó nhất trong mọi lĩnh vực quản trị kinh doanh. Vì sao? Bởi vì con người là tổng hòa những cái yếu, tức là tổng hòa những mối quan hệ phức tạp trong quá trình sống và sự tồn tại trong xã hội. Con người có những cái hành vi và tâm lý cũng rất phức tạp, và con người tất nhiên không phải cỗ máy. Chính vì thế để quản trị nguồn nhân lực, đây là một trong những lĩnh vực quản trị khó nhất. Tuy nhiên, nếu như chúng ta thực hiện cái lĩnh vực quản trị này tốt thì điều này sẽ giúp cho việc quản trị các lĩnh vực khác được tốt hơn, bởi vì chúng ta biết là tiềm năng của nguồn nhân lực sẽ có một cái tiềm năng rất lớn, có một cái sức sáng tạo vô biên, và nhà quản trị sẽ có thể khai thác được điều này rất tốt nếu như đưa ra những chính sách đúng đắn. Nội dung thứ tư tôi giới thiệu ở đây đó là quản trị tài chính của doanh nghiệp. Tài chính của doanh nghiệp được hiểu là gì ạ? Là các quan hệ kinh tế tiền tệ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp. Chúng ta thấy rằng quản trị tài chính của doanh nghiệp là sự tác động có tổ chức của chủ doanh nghiệp và các bộ phận chuyên trách của doanh nghiệp lên các hoạt động tài chính của doanh nghiệp vì mục tiêu là tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp. Và đây, nếu như doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nước thì chúng ta sẽ là tối đa hóa giá trị tài sản cho nhà nước. Nếu doanh nghiệp là tư nhân thì sẽ là tối đa hóa giá trị tài sản cho chủ sở hữu của doanh nghiệp là một cá nhân. Nguyên tắc của quản trị tài chính thì bao gồm các nguyên tắc cơ bản sau. Thứ nhất là phải đảm bảo nguyên tắc thu chi. Thứ hai là nguyên tắc loại bỏ nhiễu tài chính. Thứ ba là nguyên tắc sinh lợi. Thứ tư là nguyên tắc kết hợp hài hòa các loại lợi ích. Thứ năm là nguyên tắc giá mạo hiểm. Vậy trong nguyên tắc này thì chúng ta phải chú ý là với quản trị tài chính, chúng ta phải biết được là chúng ta thu và chi như thế nào. Chúng ta sẽ cố gắng loại bỏ những cái nhiễu về tài chính, tức là nhiễu những cái thông tin về tài chính hay một số các yếu tố khác gây ảnh hưởng đến vấn đề tài chính. Nguyên tắc sinh lợi tức là trong vấn đề tài chính hay quản trị tài chính, chúng ta phải cố gắng quản trị kinh doanh hay là quản trị làm sao để tài chính hay là nguồn vốn đã được sinh lợi. Nguyên tắc kết hợp các loại lợi ích khác có nghĩa là trong quản trị tài chính chúng ta phải chú ý kết hợp hài hòa các nguyên tắc. Ví dụ như là chúng ta bỏ nhiều tiền để đầu tư thì chúng ta phải đồng thời, chúng ta phải xem rằng là cái việc bỏ nhiều tiền này nó sẽ có vi phạm hay là ảnh hưởng các vấn đề quản trị khác hay không. Ví dụ chúng ta không thể nào mà cắt lương của nhân viên để chúng ta lại đầu tư, để cố gắng tiết kiệm tiền để đầu tư cho tài chính dài hạn chẳng hạn. Như thế là rất là vi phạm cái nguyên tắc hài hòa các lợi ích. Và cuối cùng, nguyên tắc thứ năm là trong quản trị tài chính chúng ta phải dám mạo hiểm. Chúng ta thừa biết rằng là trong tương lai những cái khoản đầu tư ấy, thường những khoản đầu tư hứa hẹn những cái khoản thu lời lớn nó sẽ kèm theo rủi ro lớn. Vì vậy chúng ta phải dám mạo hiểm trong quản trị tài chính.